Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 năm không tổ chức được theo hình thức tập trung trực tiếp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, Trung Quốc và các nước ASEAN, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20 CESPO 2023 sẽ được tổ chức trực tiếp tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc vào tháng 9 năm 2023. Ban tổ chức cho biết, CESPO 2023 có quy mô 122.000 m², gồm 2.800 gian hàng trong nhà và 10.000 m² ngoài trời. Ngoài việc trưng bày hàng hóa, tại kỳ hội chợ năm nay còn diễn ra hơn 100 sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, hội nghị hội thảo của 10 nước thành viên ASEAN và các nước khác. Việt Nam năm nay dự kiến trưng bày các chủng loại hàng hóa, dịch vụ chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu và thị hiếu của thị trường Trung Quốc trên tổng diện tích 3.500 m² và dự kiến gian hàng quốc gia chủ đề thành phố đẹp của Việt Nam tại hội chợ sẽ giới thiệu quảng bá hình ảnh tỉnh Sơn La. Số liệu thống kê của cả phía Trung Quốc và Việt Nam đã cho thấy, từ chỗ chỉ đạt vài chục triệu đô la Mỹ trị giá các hợp đồng, thỏa thuận giao dịch trong những năm đầu tiên tham gia CESPO, những năm gần đây, tổng giá trị giao dịch thương mại và đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ đã lên tới trên dưới 50 triệu đô la Mỹ một năm. Kỳ tổ chức khu gian hàng Việt Nam tại hội chợ CESPO lần này kỳ vọng cũng thu hút số lượng lớn các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham gia. Rất là may mắn là chúng tôi đã có tham gia chương trình xúc tiến thương mại tại thủ đô Nam Ninh năm 2010 và đánh giá được cái tiềm năng rất là nhiều tiềm năng ở thị trường này đối với các sản phẩm trong nước, đặc biệt là những cái sản phẩm như là đồ gỗ, đồ trầm hương, rồi những cái sản phẩm nông sản mà hiện tại các anh chị cũng đang có những cái xúc tiến rất là đáng kể trong một thập kỷ vừa qua. Và tôi cũng rất là mong rằng là giữa hợp tác giữa hai nước, tình bạn gắn kết giữa hai quốc gia thì sẽ mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho các doanh nghiệp của chúng tôi. Trong năm 2023 thì với sự mở cửa trở lại của thị trường Trung Quốc, mở cửa biên giới và bỏ cái chính sách Zero Covid thì Cục Xúc tiến Thương mại chúng tôi đã xây dựng rất nhiều các cái chương trình với các tham dự các cái hội chợ triển lãm của Trung Quốc như là hội chợ CESPO mà chúng ta cũng thời gian vừa qua thì chúng ta cũng phải tham gia qua hình thức là triển lãm từ xa. Thì đến năm nay trở lại thì chúng ta cũng sẽ tham gia tại hội chợ ASEAN Trung Quốc để mà chúng ta có thể thúc đẩy được cái việc mà tiêu thụ hàng hóa cũng như là quảng bá các cái sản phẩm của chúng ta ở tại thị trường Trung Quốc. Trong gần 20 năm qua, CESPO đã trở thành một nền tảng hợp tác kinh tế, thương mại đa phương lớn của ASEAN và Trung Quốc, quy tụ đông đảo các nhà kinh doanh và đầu tư Trung Quốc và các nước ASEAN, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tìm hiểu xu thế thị trường, giao lưu, trao đổi, xúc tiến kinh doanh, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN. Trung bình mỗi kỳ hội chợ, các doanh nghiệp của Việt Nam có cơ hội tiếp cận tới khoảng 50.000 thương nhân Trung Quốc và các nước ASEAN.